Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Nguyễn Thành Trung kiểm tra tiến độ thi công dự án nhà máy nước sạch sông Hồng cấp nước cho khu vực phía nam tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Tam Phúc. Cùng đi có đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện và một số cơ quan liên quan. Dự án nhà máy nước sạch sông Hồng cấp nước cho khu vực phía nam tỉnh Vĩnh Phúc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt năm 2014 và điều chỉnh quy hoạch tại quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch cấp nước đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vào năm 2018. Theo đó, nhà máy nước sạch sông Hồng đang được xây dựng tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường với quy mô 3,6 ha, nguồn vốn đầu tư gần 450 tỷ đồng, sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng, áp dụng công nghệ lắng lameller theo tiêu chuẩn châu Âu và có công suất thiết kế lên đến 900.000 m khối trên ngày đêm. Hiện nay nhà máy đang thi công giai đoạn 1 và dự kiến đưa vào vận hành, cấp nước sạch cho người dân các xã lân cận trên địa bàn huyện Vĩnh Tường vào tháng 10 năm 2022, tuy nhiên do một số yếu tố nên dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Nguyễn Thành Trung, công ty cổ phần xây dựng Procans cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà máy xử lý nước đạt 100% công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị, đang vận hành hệ thống và test chất lượng nước, trạm bơm nước thô đạt 30%, dùng bơm tạm để khai thác nước khi cần. Hệ thống đường ống đạt 80% đường nước thô từ sông Hồng về máy, đang lắp đặt tuyến ống mạng cấp nước cho dân cư. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Nguyễn Thành Trung yêu cầu chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động tối đa nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo kế hoạch. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ dự án thi công cần phải đảm bảo chất lượng công trình, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông. Ban quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn của huyện cần tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình, chú trọng công tác giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã phê duyệt, v.v.